quan trọng nhất với một cái chân máy quay đó là củ dầu. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ unbox, mở hộp chiếc chân máy quay chuyên nghiệp của hãng E-Image. Đây là chân máy quay chuyên nghiệp. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra. Hộp được đóng gói rất là cẩn thận, bọc một lớp ni lông bên ngoài. Ở đây thì là bên công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật công nghệ phát thanh truyền hình. Mình mua bên này và đây là hóa đơn người ta gửi kèm. Đây, công ty PNO, trách nhiệm hữu hạn công ty trách nhiệm kỹ thuật công nghệ phát thanh truyền hình. Ok, tiếp theo mình sẽ tiến hành mở ra. Sau khi bỏ cái lớp bìa cắt tông bên ngoài thì các bạn có thể nhìn thấy rồi. Đây là hộp của sản phẩm, nhìn rất là đẹp. Chân máy này thì đi kèm luôn cả túi. Không giống như một số chân máy khác là khi mua là không có túi đi kèm. Đây túi đây. Đây là tay lia của chân máy. Tay lia chân máy. Tiếp theo. Chân máy. Đây là dây đeo. Còn cái gì đây nè? Dây đeo. Và đây là nhân vật chính. Chiếc chân máy quay chuyên nghiệp có mã là GH03. Đây GH03 đây. Trên logo đây GH03. Đó, các bạn có thể nhìn này, rất chắc chắn. Xem nào, xem có giấy thông thường thì sẽ có giấy hướng dẫn sử dụng đi theo. Đây rồi. Đây là đế của máy và tài liệu hướng dẫn sử dụng. Phiếu bảo hành. Sản phẩm này thì là sản xuất ở Trung Quốc. Đây, sản xuất ở Trung Quốc. Và đây là một quyển hướng dẫn sử dụng. Hướng dẫn sử dụng thì gồm những cái bước thao tác lắp đặt. Rồi cái này mình bỏ qua. Bỏ cái đầu chụp này ra. Hãng rất cẩn thận khi sử dụng cái mút xốp này để chống chảy xước va đập. Đây. Các bạn có thể xem. Đó. Tăng giảm chiều cao. Chân này thì dùng được khóa. Ngoài ra thì ở phía dưới thì còn có cái mút cao su. Mút cao su này thì mình có thể nhấc ra. Nhấc ra được khi mà mình đặt ở trên những cái địa hình nào mà cần cái đầu nhọn này. Rồi bây giờ mình sẽ thử củ dầu. Quan trọng nhất với một cái chân máy quay đó là củ dầu. Xem nó có mềm mượt không. Đây là cái máy quay EX1, trọng lượng khoảng gần 4 cân. Đế. Đế đây thì có vít cho những cái máy quay lớn. Mình không cần, mình tháo ra. Theo mình đánh giá thì chân này thì ngoại hình nhìn là khá là đẹp, khá bắt mắt, nhỏ gọn, thiết kế chuyên nghiệp, nhìn có vẻ rất chắc chắn. Và với cái máy quay bên mình đang sử dụng là X1 thì đáp ứng hoàn toàn là tốt. Và thậm chí với những cái máy nặng hơn như là X3 hay là PMV Dup 200 thì chân máy này cũng sẽ đáp ứng rất là tốt.
Điều đặc biệt của cái chân này ấy, đó là khi mà các bạn muốn chỉnh cái chiều cao ấy, thì chỉ cần vặn cái chốt đây thôi, nó sẽ chỉnh cả chân trên và chân dưới. Đó. Ví dụ như đây mình chỉnh đây phù hợp mình. Thay vì là phải chỉnh cúi xuống, chỉnh cả hai chân, thì chỉ cần chỉnh ở một cái khóa đây là được. Ok. Thì đây là mình đã vừa mở hộp cái chân máy quay chuyên nghiệp của E-Mây, đồng thời là một vài cảm nhận ban đầu về cái sản phẩm này. Xin chào các bạn.